Rồi sẽ thế nào? Ai trao anh phút giây ngọt ngào? Nếu như anh phải rời xa em, khó bước tiếp những ngày ấm êm. Anh vẫn luôn tự thấy mơ hồ, có hay không ân tình ngất ngây? Mặc cho năm tháng qua đi, anh chỉ quan tâm mình em. Nguyện xin sống nương theo từng nhịp hơi thở của em. Đời dài bao lâu tìm được người ta sẽ đánh đổi cuộc đời. Dù phải biến tan anh chẳng tiếc phút giây gần em. Thế nên rằng người yêu hỡi, đừng bắt anh phải xa rời. Vì trong tim anh chỉ có rung động dành cho em mỗi em. Chỉ có rung động dành cho em mỗi.